Niệm Vô Song là bộ phim cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ bộ truyện Thiên Hạ Vô Song của tác giả Thập Tứ Lang, với sự tham gia diễn chính của Đường Yên và Lưu Học Nghĩa. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của Vô Song và Nguyên Trọng. Vô Song vốn là thần nữ được tiên giới phó thác tiếp cận Nguyên Trọng với mục đích lấy lại nguyên khí tay trái của thần. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ở bên nhau, Vô Song được biết những tổn thương và bất công mà chàng phải gánh chịu nên đã đồng cảm. Nàng quyết định đứng về phía Nguyên Trọng, giúp đỡ chàng khỏi những nỗi đau. Trải qua nhiều sóng gió, tình cảm của hai người dần lớn và ngày càng thêm đậm sâu. Thế nhưng, biến cố lớn ập đến khi kẻ xấu âm mưu hãm hại hai người, khiến cho họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm cận kề. Đến sau cùng, liệu cả hai có thể vượt qua và hạnh phúc bên nhau hay không? Hãy cùng đón xem bộ phim cổ trang siêu hấp dẫn này nhé! Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.